Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào quý đạo hữu đang theo dõi nội dung giáo nghĩa Thủ Lăng Nghiêm vào tối thứ ba và sáng chủ nhật hàng tuần trên ban tầng 57.15 của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa liệt quý vị, hôm nay xin mời các vị chúng ta đi vào nội dung mới của Thủ Lăng Nghiêm. Trong quyển số 9 này, đoạn này Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta những tầng trời thuộc cảnh giới tứ thiền. Thưa liệt quý vị, đây là những tầng trời rất là quan trọng và có nhiều kiến thức rất là lý thú. Hy vọng chúng ta hãy cùng nhau dọn sạch tâm tư của mình, lắng lòng thanh tịnh để cùng nhau đón nhận giáo nghĩa màu nhiệm này. Bản thân của Thầy Huyền Châu chỉ là người trùng tuyên thánh giáo của Phật. Hy vọng bằng trí thông minh khéo léo của các vị có thể thấm nhập chân lý siêu việt này để chúng ta thành tựu được phước báo trang nghiêm vô tận. Thưa quý vị, chúng ta biết những tầng trời này, Đức Thế Tôn đề cập tới cảnh giới tứ thiền. Vậy thì thưa quý vị, chúng ta biết rằng đứng trên phương diện của thứ tự thì những cái tầng bậc thiền nó có bốn. Thứ nhất là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, thứ ba là tam thiền và thứ tư là tứ thiền. Nói nôm na hiểu rõ ràng là như vậy. Nhưng những biểu hiện đầu tiên chúng ta thấy một người ly sanh hỷ lạc, tức là rời khỏi những cái niệm ác, những điều ác mà đạt được an vui, cho nên tâm của họ an trú ở trong cái niềm vui đã làm được nhiều điều thiện và họ rời bỏ cái sự cám dỗ của tiền tài, của sắc dục, của danh vọng, của ăn uống và của ngủ nghỉ. Nên giác quan của họ, mắt tai mũi lưỡi thân, nó không còn đi tìm kiếm lạc thú của giác quan nữa, cho nên tâm lúc bây giờ trở nên an tịnh ở trong một niềm vui siêu việt. Và do vậy, bao nhiêu cái khổ ưu đều bị đoạn trừ, ở đây cảnh giới sơ thiền xuất hiện. Và tương tự như thế, một người đi sâu hơn cảnh giới này, đó là tìm vào những cái quốc độ của thiền định, hoặc là những công phu thiền định sâu xa hơn bằng những phương thức, bằng những niềm tin siêu việt hơn, thì người này đoạn trừ hết tất cả những cái khổ của thân và tâm. Thành ra họ đi vào ở trong cảnh giới của nhị thiền, đây gọi là định sanh hỷ lạc. Tuy nhiên họ không dừng lại ở cái chỗ hỷ lạc đó, mà họ xem cái hỷ lạc đó chỉ là một sự nhiễm trước, một sự nhiễm trước, cho nên họ rơi khỏi cái hỷ đó, cho nên gọi là họ đạt được cái cảnh giới thứ ba là ly hỷ diệu lạc. Đó là gì? Đó là cái cảnh giới của tam thiền. Và ở đây đến tứ thiền thì như thế nào, thưa liệt quý vị? Chúng ta hiểu tứ thiền nghĩa là xá niệm thanh tịnh. Tứ thiền nghĩa là xá niệm thanh tịnh. Xá cái gì? Niệm cái gì? Thanh tịnh cái gì đây? Xá ở đây chúng ta hiểu rằng là tâm chúng ta rời bỏ cái hỷ ở trong tam thiền. Rời bỏ cái hỷ trong tam thiền, cho nên lập tức tâm đi vào cảnh giới trụ xá, tức là ly nhiễm hỷ trụ xá. Tâm ly nhiễm hỷ trụ xá, ly rồi tức là rời khỏi cái sự say đắm ở trong niềm vui vi tế kia, và tâm lúc bây giờ đi vào trạng thái xá tự nhiên. Tâm đi vào trạng thái xá tự nhiên, đó gọi là ly nhiễm hỷ trụ xá. Như vậy thì người này bắt đầu bước vào ở trong cảnh giới của tư thiền, đó gọi là xá niệm thanh tịnh. Niệm ở đây là niệm gì? Là tùy niệm, chứ không phải niệm niệm phân biệt, niệm niệm cảm thọ lấy khổ đau như chúng ta, mà niệm niệm là gọi là tùy niệm. Tùy niệm là gì? Tùy vào cái niệm thanh tịnh của trụ xá đó, đó gọi là tùy niệm. Niệm niệm an trú tâm tĩnh lặng như một dòng nước lắng sâu, như một cái hồ nước lắng sâu. Và đây gọi là cảnh giới của gì? Của ly nhiễm hỷ trụ xá, tâm sinh ra tùy niệm. Mà tâm sinh ra tùy niệm cho nên nó rất là sáng suốt, rất sáng suốt. Và
cái cảm giác đó, cái phương diện đó, bắt đầu chúng ta thấy tứ thiền xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết việc đầu tiên một người đạt được tứ thiền là họ đoạn trừ khổ, họ đoạn trừ lạc, hay còn gọi là đoạn cả lạc, đoạn cả khổ, và tâm của họ tất cả bị điều phục đi cho đến đến cái chỗ trụ xả vi tế, đạt được cái sự diệt trừ tất cả những cái vọng niệm thô trược và tất cả những cái hỷ, tất cả những cái ưu ở trước đây, như là ở sơ thiền, ở nhị thiền, ở tam thiền, tất nhiên ở trong tứ thiền đều bị đoạn trừ, đều bị dứt sạch hết. Vậy thì thưa quý vị, như vậy cho nên chúng ta biết rằng á, là tứ thiền là gì? Là xá niệm thanh tịnh. Và chúng ta có thể hiểu một cách vén tắt như thế này: ở trong tứ thiền nó có bốn, xin lỗi, có bảy cái yếu tố mà chúng ta biết. Thứ nhất là nó viễn ly khổ, tức là không có khổ. Thứ hai là viễn ly lạc, khổ lạc, rồi hỷ ưu, tức là khổ lạc hỷ ưu, những cái trạng thái này không có mặt ở trong tứ thiền. Thêm nữa là gì? Tâm tứ và hơi thở. Đó là bảy yếu tố, bảy đặc tính. Ở trong tứ thiền không có còn cảm nhận khổ, không còn cảm nhận cái hỷ của gì của thân tâm như cõi này nữa. Rồi cái ưu và cái gì? Cái ưu và cái gọi là khổ lạc hỷ ưu nó không còn nữa. Đó là bốn cái trạng thái thô đó. Khổ lạc hỷ ưu không còn nữa. Rồi tâm tứ thì đặc biệt là bị đoạn trừ rồi. Đi vào trong nhị thiền là tâm tứ đã đoạn rồi. Rồi có một cái điểm mà chúng ta thấy dễ dàng hơn, đó là xả luôn hơi thở. Thành ra nhập vào tứ thiền là chắc chắn hơi thở phải ngừng. Và năng lực của người này thành tựu được thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông nó không phải là một cái trạng thái chứng thánh, nhưng mà ở đó do công phu thanh tịnh cho nên thiên nhãn tự phát sinh. Thỉnh thoảng chúng ta tu tập, chúng ta cũng có thể bắt gặp được những trạng thái này. Có khi chúng ta thấy được chư thiên ở các quốc độ, có khi chúng ta thấy chúng sanh ở trong địa ngục, có khi chúng ta thấy những cái sự rơi, cái tiếng gọi là kêu cứu thống khổ của chúng sanh ở trong các quốc độ mười phương. Những vấn đề này là đều nhờ những cái diệu dụng ở trong sự thanh tịnh mà chúng ta gặp được khi chúng ta công phu sâu dày. À, vậy thì thưa quý vị, chúng ta nhắc lại thế này, tức là ở trong tứ thiền hỷ ưu khổ lạc đều vén mặt, tâm và tứ đều chấm dứt, và cái niệm xả này nó xả luôn cả cái hơi thở thô trược. Như vậy thì thưa quý vị, hơi thở thô trược xả rồi thì làm sao người này có thể duy trì được mạng sống? Điều này có phi khoa học hay không? Thực ra không phải phi khoa học, đây là một trạng thái mà toàn thân chúng ta lúc bây giờ nó có sự hấp thụ năng lượng tồn tại bằng các lỗ chân lông. Cho nên trong quá trình trao đổi khí, nó hấp thụ bằng màng da, nó bằng lỗ chân lông. Và ở trong cơ thể chúng ta rất là ít sử dụng năng lượng. Năng lượng gần như là sử dụng dưới một dạng vi tế và tất cả nó đi vào trạng thái bất động. Thành ra ở trong cảnh giới này, một người này có thể họ ngồi rất là lâu, có thể họ ngồi trên núi chim làm tổ trên đầu họ không hay. Nếu như họ xuống ở dưới nước, họ ngồi thiền tới mấy tháng họ lên mà họ cứ nghĩ rằng á là giống như là mới có nín thở một hơi thôi. Thành ra những cái cảnh này đạt được cái trình độ tứ thiền, nó có khả năng tương tác, nó có khả năng biểu hiện như vậy. Như vậy thì thưa quý vị, cho thầy được nhắc lại, ở trong sơ thiền những cái gì gọi là khổ đã chấm dứt. Thứ hai xin lỗi, cái ưu ấy là đã chấm dứt. Nhị thiền thì khổ đã chấm dứt, tam thiền thì hỷ đã chấm dứt, và ở trong tứ thiền thì đoạn trừ cả khổ cả lạc, gọi là khổ lạc đều bị đoạn trừ, và do vậy nó được định nghĩa với một chữ là xả niệm thanh tịnh. Xả cái gì? Xả tất cả cái sự nhiễm trước ở đâu, nhiễm trước ở trong niềm hoan hỷ, gọi là nhiễm hỷ ở trong cảnh giới của tam thiền. Cái cảnh này chỉ là gì, là cái biểu hiện ở trong tâm, gọi là cái thọ đó, chứ ở ngoài thì không có nữa rồi. Tại tam thiền là nó đi vào trong định sâu rồi, thành ra những cái thọ bên ngoài á nó không còn diễn biến nữa, nhưng mà cái diễn biến sâu ở trong tâm, cho nên gọi là cái thọ từ từ trong tam thiền, và rời khỏi cái nhiễm hí đó, cho nên tâm trụ xả.
Quá trình trụ xả này là một cái trụ vào một cái cảnh giới tĩnh tự nhiên của tâm, cho nên nó đạt được một cái chữ là tùy niệm, và do vậy mà tâm trí ở trong sự chánh định sáng ngời, tất cả những cái gì diễn ra ở trong trạng thái của tứ thiền, tâm chúng ta đều biết hết thấy. Như vậy thì chúng ta có thể tóm tắt rằng ở trong tứ thiền, những cái cảm giác như là khổ lạc khí xả tầm tứ và hơi thở đều bị đoạn trừ, đều bị dừng lại hết, đều bị xa bỏ hết, và người đó có thể thành tựu được gì? Thành tựu thiên nhãn thông. Đây không phải là một thần thông lậu tặng, không phải là một thần thông của bậc thánh, mà do quá trình thanh lọc sáu căn thanh tịnh tới mức tuyệt đối, cho nên nó phát huy diệu dụng nhiệm màu như vậy mà thôi. Thì đây là gì? Và tất cả thiên chúng ở các tầng trời, như là tầng trời biến tịnh, như hôm trước chúng ta học tầng trời thiếu tịnh, tầng trời vô lượng tịnh và tầng trời biến tịnh, chư thiên ở ba tầng trời đó đều nằm trong cảnh giới của tam thiền. Nếu như chư thiên này muốn tiến lên một bước nữa thì họ thực tập đi vào cảnh giới của tứ thiền. Còn nếu như ở quốc độ của chúng ta, chẳng hạn như là những cái vị như A-la-la, Úc Đầu Lam Phất, có nhiều vị ở đương thời họ cũng đã chứng đắc được tận cái cảnh giới phi tướng, phi vị tướng xứ chứ đừng nói chi là tứ thiền. Thành ra người đời đương thời họ chứng tứ thiền rất là nhiều. Khi Đức Phật ra đời thì có rất nhiều người dân Ấn Độ lúc bây giờ họ cũng đã thực tập thiền định và có khả năng chứng đắc được tứ thiền. Như vậy thì thưa quý vị, cái công đức của chư thiên ở trên các cõi trời trên, hoặc là công đức của chúng ta tu tập ở đời này, khi thân hoại mạng chung thì đạt được những trình độ đó, thâm tâm chúng ta cũng sẽ tái sanh về các quốc độ này. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc đời, khi chúng ta rời khỏi định, cho nên sáu căn chúng ta nó tiếp xúc ra sáu trần, hay nói cách khác là tâm chúng ta nó va chạm ngoại cảnh. Do vậy mà những cái hỷ nộ ái ố đôi khi nó sinh khởi, nhưng trong tâm công phu sâu dày thì đến một lúc nào đó, nhất là khi mà chúng ta gọi là thân hoại mạng chung cận tử nghiệp á, tâm chúng ta nếu như an vui, tâm chúng ta nếu như ở trong cảnh giới của tứ thiền thì chúng ta sẽ sinh như các tầng trời của tứ thiền. Vậy thì tầng trời tứ thiền này được Đức Phật giới thiệu ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào? Một lần nữa xin các vị hãy tập trung tư tưởng cao độ, nếu không chúng ta sẽ không hình dung ra được, không theo dõi được đoạn kinh này thì cỡ như là chúng ta bỏ mất đi rất nhiều những cái phước báo đó, thưa quý vị. Đức Thế Tôn nói rằng lại nữa A Nan, có chư thiên thân tâm chẳng bị bức bách, nhân của khổ đã bị trừ sạch. Chúng ta hiểu câu kinh này là câu kinh như thế nào? Có chư thiên ở đây là chỉ cho chư thiên ở trên cõi trời thiếu tịnh, vô lượng tịnh và chư thiên cõi trời biến tịnh. Những tâm, thân tâm chánh bị bức bách. Vì sao? Bởi vì nhân của khổ đã bị trừ sạch. Chúng ta hiểu hả? Khi tâm chúng ta ở nương cá vào thế giới hữu hình hữu vật này mà tồn tại để tìm kiếm hạnh phúc, mà chúng ta thấy vạn vật đều vô thường, tức là vạn vật đều bị hủy hoại theo năm tháng, và cái quá trình hủy hoại của nó sẽ để lại cho chúng ta một cảm nhận, đó là sự bức bách. Mà cái sự bức bách này chúng ta gọi là khổ. Khổ là một trạng thái tâm lý bị bức bách. Như vậy thì ở trên cảnh giới của tam thiền, nhất là cõi trời thiếu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh, những cõi trời này, thân và tâm của chư thiên ở đó hoàn toàn không có bị khổ của thân và tâm bức bách nữa. Tâm của họ an trú ở trong cái niềm vui tịch diệt của thiền, và họ rất bị say đắm ở trong cái niềm vui này, cho nên phải bỏ đi thì họ mới gọi là ly nhiễm hỷ, tức là ly rời khỏi cái nhiễm về niềm vui này, say đắm trong niềm vui, gọi là rời khỏi cái sự say đắm ở trong cái niềm vui tuyệt diệu này. Cho nên tâm của họ an trú trong cảnh tịch tĩnh tự nhiên của tâm, và khả năng tùy niệm bắt đầu xuất hiện. Khả năng tùy niệm này là một trạng thái chánh niệm tuyệt diệu vô cùng. Thì thưa quý vị, do vậy mà họ nhận ra một điều rằng là niềm vui chẳng thường trụ. Niềm vui chẳng thường trụ qua thời gian sẽ bị biến hoại. Tại sao? Bởi vì nó cũng là một dạng hiện tượng siêu việt ở trong tâm lý. Niềm vui không bao giờ tồn tại. Ở đời chúng ta thấy trong đời sống thế gian, ai ai cũng muốn đi tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc chỉ thoáng qua thôi, mà khổ đau mang lại cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta
dày công khổ trí để chúng ta xây dựng hạnh phúc. Nhưng khi hạnh phúc chưa có mặt thì thân chúng ta đã tàn, tâm chúng ta đã hoang dại rồi. Thành ra chúng ta thấy cuộc đời thật là một cánh khổ, đảo điên vô cùng. Thì thưa quý vị, do vậy cho nên ở đây á, chúng ta biết rằng chư thiên ở trên trời họ cũng nhận ra như vậy, và con người chúng ta cũng nhận ra như vậy. Không có niềm vui nào là mỹ mãn hết. Do vậy cho nên á, chúng ta phát cái tâm xả bỏ những cái niềm vui thô trược đó, mà cũng như chư thiên ở các cõi trời họ nói rằng họ đồng thời xả bỏ cái tâm khổ lẫn tâm vui, tức là họ xả niệm. Xả niệm tất cả những cái tâm khổ và tâm vui họ xả bỏ hết đấy, cho nên gọi là xả niệm thanh tịnh. Cái trạng thái xả niệm này đừng cho rằng là xả rồi hết và tâm chúng ta trở về với cánh không. Thật ra không phải như vậy. Xả niệm nhưng mà trụ tịch tỉnh, tâm lúc bây giờ trụ vào trạng thái tịch tỉnh. Cái trạng thái tịch tỉnh này là trạng thái vắng lặng tuyệt diệu tự nhiên của tâm chúng ta, chứ không phải là một cái gì nó ở đâu có hết, không phải là chúng ta đi tìm kiếm nó, mà chúng ta rời bỏ những cái vọng động thô trược thì tự nhiên chúng ta trụ vào trạng thái tịch tỉnh này mà thôi. Và Thế Tôn nói rằng vì cái tướng thô đã diệt nên cái tánh phước được sinh ra. Câu này rất là hay. Khi cái tướng thô tức là cái tướng về cái tướng tham nhiễm ở trong niềm vui đã bị đoạn trừ, đã bị rời bỏ, thì cái phước lạc vi diệu lúc bây giờ nó sinh ra. Cho nên chư thiên này thân hoại mạng chung, thọ lấy một cái thân khác, và thân khác đó gọi là chư thiên ở cõi trời phước sanh. Đó là gì? Là do cái tướng thô họ viễn ly tịch diệt, cho nên bây giờ họ đi vào trong trạng thái phước sanh. Mà phước sanh đây là chư thiên ở cõi trời phước sanh. Nếu tâm chúng ta cũng vậy, rời bỏ những cái niềm vui thô trược ở trong thế giới này, thì chúng ta cũng đi vào cảnh giới chư thiên ở cõi trời phước sanh. Và chúng ta biết chư thiên của trời phước sanh này họ muốn gì được đó, họ nghĩ gì được đó. Họ nghĩ nhà thì có nhà, họ nghĩ cửa thì có cửa, họ nghĩ cái gì nó đều hiện ra, và phước báo của họ nó hiện ra đầy đủ. Ví dụ như họ muốn có kim cương, có hột xoàn thì tự nhiên là kim cương hột xoàn hiện ra. Họ muốn họ được một cái ngôi nhà bảy béo trang nghiêm thì họ hiện ra. Họ muốn cái gì thì cái đó hiện ra theo ý của họ. Đây gọi là phước sinh một cách tự nhiên do quá trình ly diễm hỷ và trụ vào tịch tỉnh tự nhiên. Cho nên nó đạt được một cái trạng thái phước siêu việt như vậy đó. Đây là một cảnh giới hết sức là sung sướng. Và thưa quý vị, Thế Tôn còn nói thế này: Khi tâm xả viên dung, họ được thánh giải thanh tịnh. Và ở trong phước đức vô tận, họ được sự tùy thuận nhiệm màu cho đến cùng tột vị lai. Đây là câu kinh Thế Tôn nói. Và hạ người này gọi là chư thiên ở cõi trời phước ái, tức là những chư thiên vượt khối cái cõi trời phước sanh kia, cho nên tâm xả của họ đạt được chỗ viễn ly. Ban đầu xả niệm thanh tịnh, đi vào cõi trời phước sanh, nhưng cái quá trình xả niệm đó phải có thời gian. Và như chúng tôi thường nói rằng, bất cứ một hiện tượng chứng đắc nào nó cũng phải hình thành từ từ, chứ không có bất cứ cái gì mà đột ngột hết cả. Thành ra quá trình công phu học pháp của chúng ta mỗi ngày một ít là chúng ta sẽ có sự hiểu biết. Có một số người đi tắt ngang vào ở trong bài kinh này, tất nhiên nghe chúng tôi nói chẳng biết nói cái gì hết. Có người thì đứng trên cái lập trường báo thủ của mình bằng những tri kiến của thế gian mà nhận định kinh Phật, cho nên nghe điều này tất nhiên cũng không chấp nhận. Nhưng nếu như chúng ta được có sự học tập đàng hoàng và nhận thức thấu đáo thì học chỗ này chúng ta thấy đây là một cái gì? Đây là một cái kiến thức, là một cái nguồn tuệ giác, một chân lý siêu việt mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta, được các ngài kết tập thành kinh Thủ Lăng Nghiêm để có ngày hôm nay chúng ta học. Khi tâm chúng ta đạt được cái trạng thái xả viên dung thì lúc bây giờ người này được cái thánh giải thanh tịnh, tức là cái sự thanh tịnh siêu việt nó sẽ hiện ra ở trong tâm này. Và ở trong cái tánh phước đức vô tận đó, cho nên họ được tùy thuận nhiễm màu. Họ được tùy thuận nhiễm màu cho đến cùng tột vị lai. Họ muốn cái gì có cái đó. Cái giới cái phước đức này không bị giới hạn. Cùng tột đời vị lai họ cũng hướng được cái phước báo đầy đủ như vậy, thưa quý vị. Và ở ngay cái cõi trời phước ái này, nó có một cái điều xảy ra rất là nguy hiểm. Ở tại cõi trời phước ái này xảy ra một cái điều nguy hiểm, đó là gì? Đó là tại tầng trời này nó chia làm hai lối đi.
Nếu như mà vượt qua cõi trời phước ái đi lên nữa thì lúc bây giờ chư thiên này đi tiến vào cõi ngũ tịnh cư. À, còn nếu như mà đi rẽ sang một hướng, cái hướng này nó là cái hướng ngõ cụt, hướng ngõ cụt. Và chúng ta biết rằng là Thế Tôn nói thế này: này A Nan, từ cõi trời phước ái này sinh ra hai hướng, một là nếu chư thiên dùng tâm sáng tỏ đủ phước đức trước kia để tu chứng và an trụ, tức là nếu dùng một trí sáng, dùng một trí sáng để quán chiếu các cái tướng thô trược của tâm mà viễn ly hiện tượng sinh diệt chi phối của nó, thì tâm mà cứ thế an trụ và tu chứng ở trong cái gì, trong cái niệm xả đó, thì người này á là sinh vào cảnh giới của cõi trời quán quá. À, và từ quán quá đi lên nữa thì thoát ra được. Còn nếu như mà ở ngay cõi trời phước ái mà chư thiên này có được cái bị một cái nghiệp tiền nhân, đó là gì? Đó là trước kia chư thiên có tâm nhàm chán cái khổ lẫn vui. À, tức là cái khổ vui là một cái tự nhiên của tâm sinh diệt, nhưng mà chúng ta sinh cái tâm nhàm chán nó, chứ chúng ta không có nhận ra rằng nó là một cái lẽ thường tình. Nó là lẽ thường tình, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần không vừa ý thì tâm dẫn gì, tâm dẫn nghịch, và tâm xúc nghịch thì sinh ra phiền não. Còn nếu như mà tâm dẫn thuận, tâm xúc thuận thì sinh ra hỷ lạc, hỷ lạc thì say đắm trong hỷ lạc, mà muốn duy trì lâu hỷ lạc, hỷ lạc không duy trì lâu thì sân nổi lên, tức là tâm lại xúc nghịch. Cứ như vậy đó, nó tương tác mãi ở trong cái thế giới đảo điên này. Nhưng nếu như ở trong trạng thái dùng trí tuệ mà nhận định thì khổ đau phiền não đó là lẽ thường tình, vọng tưởng điên đảo cũng là chuyện bình thường ở trong vọng niệm sinh diệt. Tâm chúng ta chỉ an trú ở trong sự tĩnh lặng tuyệt đối thì những cái điều này sẽ không còn tác dụng nữa. Nhưng mà người này họ bị khổ nhiều quá, quấy nhiễu họ nhiều quá, họ phiền quá đi, cho nên họ chán, họ bực bội, họ khó chịu. Trong lúc mà họ đạt được cái thiền định này, họ cũng khó chịu, cho nên á, nhờ vậy mà họ nhàm chán. Và do cái quá trình nhàm chán cho nên họ muốn nhanh chứng đắc, họ muốn nhanh viễn ly. Đây là không phải cầu chính vị, tức là gì? Tức là cái nhân chưa đủ mà cầu mong có một sự chứng đắc tuyệt đối. Đây gọi là gì? Ăn cái trái, gọi là cái trái dốt dốt, cái trái mà nó chưa có chín, nó mới có vừa chín tới, mình ăn nó sẽ bị chát. Cho nên ở trong cái quốc độ này á, chư thiên này á, bắt đầu nghiền ngẫm cái tâm xả. Và họ nghiền ngẫm tới mức không gián đoạn cho đến khi mà thấu hiểu tận cùng của tâm xả. Họ dùng cái tâm nhàm chán, đem cái tâm đó mà nghiên cứu cái công phu xả để họ đạt được sự giải thoát tuyệt đối. Họ nghĩ đây là cảnh tu tập của họ, công phu của họ. Đây là một cái sự sai lầm. Cho nên á, họ đi vào một cái trạng thái đó là gì? Đó là thân tâm nó đều diệt. Tức là cả thân và tâm á, họ không còn nhìn thấy sự tồn tại của nó nữa. Và cái ý của họ, cái ý tư lự đó, cái ý mà tư duy đó, cái ý nhàm chán quán chiếu đó, cái ý đó nó ngưng tụ lại. Và cái sự ngưng tụ lại ở trong định, cho nên nó bị vây ở trong định. Và nó nhốt cái tâm này tới 500 kiếp. 500 kiếp. 500 kiếp này là tính thời gian chư thiên ở cõi trời. Ở trong 499 kiếp rưỡi. Trong 499 kiếp rưỡi. Trong thời gian này, chư thiên này sung sướng vô cùng. Họ không có gì phải lo lắng hết. Và nửa kiếp cuối thì sao? Thì lúc bây giờ họ không đủ sức kiểm soát tâm của họ. Định lực tự nhiên suy yếu mất hẳn. Và tâm của họ trôi vào ở trong ba cõi. Đây là cái điểm mà trời là Út Đầu Lâm Phật, là vị thầy của Thái tử Tất Đạt Đa trước khi thành đạo. Út Đầu Lâm Phật đã thành tựu cái quốc độ này, cho nên tái sanh vào cái cõi này. Và ở trong định lực tới 499 kiếp rưỡi thì an trú sung sướng vô cùng. Nhưng sau khi không kiểm soát được định lực thì lúc bây giờ năng lực thiền định suy giảm xuống đột ngột, và tâm nó chìm hẳn vô trong ba cõi. Thế là cái tâm mà ghét cái con gì, con chim nó ríu rít ngày xưa làm phiền cho ngài thiền định khó khăn, hoặc là cái tâm mà ghét gì, ghét cái khi mà ngài xuống như nước ngồi thiền bị những con cá nó ríu, ngài ghét. Cho nên á, cái tâm ghét đó, cái tâm khó chịu đó bắt đầu nó sinh khởi lên.
kẹp duyên sinh khởi, và nó dẫn tâm của Ngài đi vào ở trong cảnh giới của con trồn dơi, có thể bay ở trên trời để ăn những con chim và lặn xuống nước để ăn cá. Và con trồn dơi thì không có một oai đức gì cả. Vì sao? Bởi vì cái phước bất động của Út Đầu Lam Phất ở trên cõi trời vô tướng này xuống ở thế gian này chẳng có chỗ để dùng. Giống như mang tiền đô la tới một cái quốc độ nào đó mà nơi đó người ta chẳng có xài tiền đô la, thì mình mang theo một đống tiền á, mình cũng chết đói. Cho nên Đức Thế Tôn nói rằng do vì sao như vậy? Vì sao như vậy? Đó là do bởi người ấy đã dùng tâm sanh diệt làm nhân nên không thể phát huy tánh bất sanh diệt. Đây là một cái điều nguy hiểm vô cùng. Dùng cái tâm sanh diệt làm nhân mà cho nên không thể phát huy cái tánh gì, cái tánh bất sanh diệt. Cho nên chúng tôi thường khuyên quý vị nhất định phải để ý điều này. Tu tập đã phát nguyện rồi thì phát nguyện và cứ thế công phu, trạch pháp hẳn hôi, nhận thức hẳn hôi, cứ thế công phu duy trì đều đặn ngày này sang ngày nọ. Tự nhiên á, nó sẽ chín mùi, không cần thiết phải vọng cầu, không cần thiết rằng ta phải tu thế này để ta được cái kia, ta phải đoạn cái này để ta có cái nọ, rồi ta phải nối thế này để ta được cái kia. Tất cả đều nằm ở trong cái gì, trạng thái của cái tâm sinh diệt. Nói xin lỗi, xây chùa đúc tượng đây là một cái công đức rất lớn, phước báo rất lớn ở trong thế gian này. Nhưng mà nếu như dùng cái tâm sinh diệt mà làm thì nó cũng tạo ra cái phước sinh diệt. Và cái phước sinh diệt đó là cái phước hữu lậu, vẫn bị đọa lạc như thường. Như vậy thì việc tu tập chúng ta nhất định phải tham cứu, phải có thầy hướng dẫn, phải cẩn thận. Còn nếu không, tu tập mang tính gieo duyên, tạo phước tạo duyên thì cứ tạo, cho dầu tranh biện đường nào đi nữa, nối năng đến đâu đi nữa, mà không thấu hiểu chân tướng của cái tâm này, dùng cái tâm sinh diệt mà cầu chứng đắc thánh quả thì đó là cầu vào cái con đường cái cõi trời vô tướng mà thôi. Cho nên cẩn thận cái câu này ha. Đức Phật nói câu này rất là hay và rất là quan trọng. Trước đây Đức Thế Tôn cũng nói với Tôn giả A Nan, Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng nói với Tôn giả A Nan, và giờ đây được nhắc lại rất rõ ràng. Đó là vì lấy cái tâm sinh diệt mà cầu, cho nên nó không thể nào phát huy được cái tánh bất sinh diệt. Nó chỉ phát huy được cái tánh sinh diệt mà thôi. Vì thế đến nửa kiếp sau cùng, tâm còn giữ được tịch tỉnh, nhưng vào nửa kiếp cuối cùng thì niệm tướng lại phát sanh. Hạng này gọi là chư thiên ở cõi trời vô tướng. Đoạn kinh này ý nói gì? Ý nói rằng là từ cái cõi trời phước ái, nó rẽ làm hai ngã đường. Một ngã đường là đi qua cái cõi trời quán quả, đó là những chư thiên tu tập đúng pháp, có trí tuệ bình thường. Còn một người có cái tâm sinh diệt, dùng cái tâm sinh diệt này để đè nén những cái vọng tướng và có cái tâm mà muốn phát huy cái tánh bất sinh diệt, cho nên không phát huy được. Và cái quá trình đè nén đó nó tạo thành sự ngưng tụ của ý, và cái ý tư lự này nó có thể tồn tại tới 499 kiếp. Và còn một kiếp cuối cùng thì chia làm hai. Nửa kiếp đầu thì vẫn còn giữ được định lực, nhưng nửa kiếp sau thì định lực tự nhiên suy giảm đột ngột và tâm trở nên hôn ám, chẳng biết mình đi đâu vào đâu. Cũng giống như là một cao thủ võ lâm bây giờ tự nhiên mất hết công lực, thành ra chẳng có làm gì được nữa hết. Thế là nó cứ trôi theo cái vận mệnh, trôi theo nghiệp. Và người này á, ở trong cái cảnh giới này, trong quốc độ này thì được gọi là chư thiên ở cõi trời vô tướng. Chúng ta cũng có thể thành tựu của trời này dễ dàng. Ví dụ như chúng ta muốn chế ngự tất cả những cơn đau, những cái tâm tướng loạn trược của mình, mà chúng ta phát huy cái định vô tướng này thì cũng được. Đức Thế Tôn có nói thế này: Này các tỳ kheo, thân ta già nua, do thân ta hôm nay đã quá già nua, như là một cỗ xe bị hư hoại, cần phải bảo dưỡng để đi đến nơi đến chốn. Thân ta cũng vậy, nếu như ta phải dùng cái định vô tướng để mà chế ngự những cơn đau, để di chuyển cho tới nơi niết bàn. Thành ra cái định vô tướng này chúng tôi hồi nhỏ thì cũng học tập được,
thành ra chế ngự rất là nhanh chóng, có thể cắt tay không thấy đau, đốt đầu không thấy nấm. Bởi vì cái định vô tướng này á, nó cũng tốt cho mình. Ví dụ như trước khi mình chết, mình có thể sử dụng nó để chế ngự tất cả những cái cảm thọ đau, và tâm chúng ta sáng ngời bằng trí Phật soi sáng, bằng sự quán chiếu hàng ngày. Cho nên chúng ta có thể chọn lựa một cảnh giới tái sanh nhẹ nhàng. Điều này chúng tôi có hứa với tất cả những Phật tử sinh hoạt ở tại Bồ Đề Phật Quốc nhiều lần rồi. Nhưng đáng tiếc rằng á, là quý vị chưa có đủ cái khả năng Phật học để chúng tôi hướng dẫn điều này. Hy vọng trong thời gian sắp tới, khi Bồ Đề Phật Quốc có đầy đủ cơ sở và có thể nhập định được ở trong không gian riêng, tạo ra những cái phòng nhỏ nhỏ, những cái thiền thất nhỏ nhỏ để cho chúng ta cùng nhau thực tập công phu. Thì khi công phu đầy đủ, chúng ta có thể nên tìm hiểu cái loại định này để chúng ta có kinh nghiệm. Và nó cũng có cái nguy hiểm là nếu chúng ta không có trí sáng thì chúng ta lại bị cái tâm lý là chế ngự, cái tâm sinh, cái tâm mà thô trược khổ đau đó, thì chúng ta sinh vào cõi trời vô tướng, ở trong đó thời gian bị đọa trở lại. Nó có cái nguy hiểm chỗ đó, cho nên phải được học pháp rõ ràng, nếu không khéo thì chưa không thể thành công được. Và như vậy thì thưa quý vị, ở trên phương diện này á, chúng ta nhớ hả, tức là trong cảnh giới của tứ thiền thì có ba tầng trời. Tầng trời thứ nhất là phước sanh, tầng trời thứ hai là phước ái, và lên cao hơn đó là tầng trời quán quả. Đây là cái tiến triển tự nhiên. Nhưng mà nếu như sai lầm ở trong cái tầng trời phước ái, hoặc là tiền nhân tu tập mà nhàm chán cái khổ và cái vui, sinh tâm nhàm chán, do vậy mà quán chiếu vô tướng, thành ra đi vào cõi trời là cõi trời vô tướng thiên. Và Đức Phật nói rằng, này A Nan, chư thiên ở bốn cõi trời ấy, chư thiên ở bốn cõi trời ấy, thù thắng tất cả cảnh khổ vui của thế gian đều chẳng thể lay động. Tất cả những cái khổ và cái vui thô trược của chúng ta ở trong thế gian này không thể nào lay động được cái tâm tư của các vị chư thiên này. Dù họ không y vào đạo vô vi bất động, tức là cái đạo vô vi bất động của Phật hay gọi là chánh định của Như Lai, nhưng ở trong tâm do cái quá trình công phu sâu dày, thành ra họ vẫn đạt được một số cái sở đắc nhất định nào đó, và công phu của họ rất là thuần thục. Cho nên chưa Đức Phật nói đây chính là những chư thiên ở tại tầng trời tứ thiền. Rồi giờ đây xin mời các vị bắt đầu học thêm chút xíu nữa ha. Hôm nay nghe đoạn kinh là thật là hấp dẫn, thật là lý thú. Hy vọng là chúng ta không giải thoát được thì cũng dạo chơi những tầng trời này cho nó vui. Ở thế gian này thực ra cái vui chẳng là gì, mà khổ đau thì nhiều lắm. Cho nên chúng ta hãy dành thời gian cho cái vấn đề công phu tu tập thêm một chút. Phật nói rằng, này A Nan, ở đây còn có năm bậc bất hoàng thiên. Năm bậc bất hoàng thiên, chư thiên những cõi này đều dứt sạch chính phẩm tập khí trong hạ giới, khổ vui đều hết, nên không bao giờ còn sống ở trong những tầng trời thấp hơn. Họ cùng sống an lập nơi tâm của đồng phận chúng sanh. Tức là ở trên cái tầng trời, trong cái cõi tứ thiền này, ở trong cái cõi tứ thiền này, nó lại có một cái chỗ mà người ta gọi đó là tầng trời ngũ tịnh cư. Đây, cái tầng trời này rất là kỳ diệu. Ngũ tịnh cư, ngũ tịnh cư. Nếu như chúng ta tu tín tấn niệm định tuệ, tín tấn niệm định tuệ và quán chiếu thành tựu tín tấn niệm định tuệ ngũ căn á, ngũ lực á, thì chúng ta cũng có thể sinh thẳng về cõi trời ngũ tịnh cư này. Và chúng ta biết cái tầng trời ngũ tịnh cư này là nơi tập trung tất cả những cái vị gọi là bất hoàng, ít nhất là họ chứng cái gì, họ chứng nhị quả tư đà hàm. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm tức là bất hoàng hay là bất lai, tức là những người tu cái quả và bất lai á, họ không có trở lại thế gian nữa, họ sinh lên cõi trời này rồi bắt đầu họ ngang đó và tu tới khi họ chứng thánh A-la-hán vô sanh. Thành ra chúng ta để ý cái tầng trời này ha. Cho nên thực tập thiền định thì thiền định, nhưng phải để ý cái tầng trời này. Nếu như mà chúng ta đạt được tứ thiền kết hợp với gì, đoạn trừ được những mơ hoặc ở trong đời, nhất là gì, ở đây nói rằng là gì, là chư thiên ở những cõi trời này đều đã dứt sạch chính phẩm tư hoạch, xin lỗi là đúng rồi, chính phẩm tập khí trong hạ giới.
chín phẩm tập khí trong hạ giới. Chín phẩm tập khí là chúng ta biết rồi, 88 kiến hoạt và 81 loại tư hoạt. À, chúng ta lật Phật học phổ thông ra xem tư hoạt nó là cái gì, và đoạn trừ được cái sự chi phối của nó ở trong đời sống của mình. Giờ thì với cái định lực tứ thiền mà tâm có thể đoạn trừ được, tâm có thể đoạn trừ được những tư hoạt này, tức là những cái tập khí xấu này, thì thân hoại mạng chung chúng ta sinh thẳng vỡ tầng trời ngũ tịnh cư, hoặc là chư thiên ở các tầng trời phía dưới, như là tầng trời phước ái, tầng trời phước sanh, tầng trời quán quá, họ tiến lên một cái cõi cao nhất ở trong tầng trời này. Nơi đó có một chỗ được gọi là ngũ tịnh cư thiên, hay là tầng trời ngũ tịnh cư, và nơi đó có năm chỗ, năm cái điểm, năm đặc tính, có năm cái cảnh giới mà chư thiên đạt được. Thứ nhất là gì? Đó là do họ gì, họ cái khổ vui ở thế gian họ đều dứt hết, họ không bao giờ còn sống ở trong cái tầng trời thấp hơn, cho nên họ sống ở an lập ở trong cái tâm xã, họ cùng nhau an lập ở trong cái tâm xã, và ở trong cái tâm xã nhưng cũng không phải ai giống ai hết, thành ra có người cao, có người thấp, và cái người thấp nhất ở trong tâm xã này khi họ thành tựu được, cho nên họ đi vào trong một cái cõi trời gọi là cõi trời vô phiền, mà Thế Tôn mô tả thế này. Thứ nhất là khổ vui đã diệt, ưa ghét chánh sinh. Hạng này gọi là chư thiên ở cõi trời vô phiền. Khổ và vui của thân và tâm đã diệt mất rồi. Và chúng ta không còn ưa, cũng không còn ghét nữa. À, chúng ta để ý ha, cứ nghĩ rằng là mình yêu thích thì đó là hạnh phúc, và mình ghét tức là đau khổ. Nhưng chúng ta quên mất một điều, đó là nó là hai mặt của một bàn tay mà thôi. Tức là không thương thì ghét, mà không ghét thì thương. Nó cứ vậy đó, hoặc là trung dung. Trung dung nó xả hoặc nó nghiêng qua hoặc là nghiêng lại. Cho nên nó là hàng ngày cái tâm mà cứ thương rồi ghét, ghét rồi thương rồi ghét, nó cứ ngã qua ngã lại, cứ lắc lư hoài vậy đó. Cái tâm chúng ta nó như vậy đó. Bao giờ chúng ta dừng lại được? Thành ra chư thiên ở cõi trời này á, đạt được cái tứ thiền, và nếu như mà tất cả những khổ vui thô trược đã diệt hết, ưa ghét chánh sinh, thì sao? Thì đi vào trong cảnh giới của cõi trời vô phiền, nơi đó hoàn toàn không có phiền não. Ở cuộc đời mà nếu như mà không có ưa, mà không có ghét á, thì chẳng có phiền não. Mình ưa, mình đã tìm kiếm cái ưa đó, tìm không được cho nên phiền não. Muốn duy trì nó lâu mà lâu không được cũng khó chịu. Ghét thì càng khó chịu hơn. Thành ra khi nào đoán trừ được cái tâm ưa và ghét, như vậy con người mình á, trở nên gỗ đá hay sao? Không phải đâu. Vẫn biết, vẫn thấy, vẫn đầy đủ hết, nhưng mà đoán trừ cái tâm ưa và ghét, cho nên chúng ta ở trong cái sự định tĩnh, gọi là định tĩnh của hạnh phúc. Thứ hai là gì? Tức là người này đạt được một trình độ tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối đãi, tức là trụ xả đi vào tịch tĩnh, không còn nhiễm hỷ ở tam thiền. Trụ xả đi vào tịch tĩnh và trong tâm tùy niệm tự tại phóng xả tất cả những cái gì vọng khởi, và nơi đó không còn thấy có cái pháp bị xả và có ta xả, cho nên cái tâm đối đãi đã dứt đi. À, ở trong trạng thái này phải bằng trí mới được. Cho nên chỗ đó chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật nói cái người chứng tứ thiền là chưa chắc gì là chứng được tứ quả, nhưng mà người chứng tứ quả thì chắc chắn ở trong đó có mặt của tứ thiền. Tại vì sao khác nhau ở chỗ là người tu chứng tứ quả sa môn thì người này á có trí, có tuệ giác soi chiếu, còn tứ thiền á thì đôi khi không có trí, chỉ có định ở trong cái định tự nhiên và trú trong cái tự nhiên, không có đủ cái tuệ tâm quán chiếu chân tướng của vạn pháp, cho nên tánh không phát huy được, thành ra vẫn bị mắc kẹt ở trong cái tướng sinh diệt. Vậy thì ở đây á, chúng ta thấy rằng khi đạt được một cái trình độ tự tại phóng xả, chỉnh có năng, chỉnh có sở, là chúng ta phải quán chiếu chứ. Trước khi lễ Phật là chúng ta có một câu quán chiếu ngay từ đầu mà. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ tức là ta lễ, và sở lễ là đối tượng ta lễ. Ta là người lễ Phật và Phật được ta lễ. Đây gọi là năng lễ, sở lễ, tánh không tịch.
mà nó có tánh không tịch rồi, nhưng mà mình thấy Phật mình đẹp hơn Phật người ta, thậm chí mình không có lạy ông Phật của mình thì mình sợ ông Phật mình nó buồn nữa. Xưa chúng tôi có, các vị nghe có cái ông sư bạn lớn hơn mấy tuổi, ông thờ Phật mà ít bữa là ông chuyển bàn đi, ít bữa ông chuyển bàn lại, ông có cái phòng nhỏ nhỏ thờ Phật. Phật ông dễ thương lắm. Lúc đó chúng tôi còn nhỏ, sống trong cái học cảnh học tăng ở miền quê linh tính, vật chất khó khăn lắm, để dành đồng tiền đổi sang đi học, mua được cái bút cái viết đó là cẩn thận viết sợ nó hết mực hết viết hết giấy, thành ra chắc chiêu từng chút để tìm đường học đạo. Và thấy ông này á, ông có được tượng Phật thật là đẹp, và ông đốt hương mà hương thượng hạng để cúng dường cho Phật, thì chúng tôi thấy rất là, tại ông là người Bắc, ông thường nói là con cúng dường cho Phật con như vậy đó. Thì ông nói là ông này thực ra là ông là không phải là vốn không phải là người Bắc, nhưng mà có ông bốn sư là người Bắc, thành ra là mới mới dùng cái tiếng Bắc. Bắc mà trước năm 1954 đến Sài Gòn sống đó, thì họ vẫn giữ cái tiếng bình thường của họ, và ông nói con cúng dường cho Phật con như vậy đó. Sư ông họ nói, tôi nói chúng tôi như vậy, và chúng tôi thấy cũng rất là ngưỡng mộ, tại vì ông Phật là thật là sung sướng, thật là được được gì, được cái hương thật là thơm. Nhưng mà những thời gian sau thì thấy ông xây Đức Phật chỗ này, ít bữa ông rinh Đức Phật ở chỗ kia, rồi bơi sang chỗ nọ. Thành ra chúng tôi có nói đùa, chúng tôi nói rằng là tôi mà thành Phật á, thì tôi nghĩ rằng là thầy đừng bao giờ thờ tôi, mà thầy thờ tôi là tôi không có chịu. Nó tại sao? Nó tại vì Phật nào mà được thầy thờ khổ quá, không ngồi yên được một chỗ, nay bơi ở chỗ này, mai bơi ở chỗ kia. Chúng ta thấy cái tâm chúng ta ngay cái thờ Phật á, mà nó còn như vậy đó. Thành ra cái ở trong tâm nói cho vừa cho vui để các vị thư giãn một chút, chứ sớm giờ nghe kinh điển có vẻ cũng căng thẳng quá rồi phải không? Chúng ta biết rằng ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này mô tả những cảnh giới đầy đủ trí tuệ, chân lý siêu việt, thành ra nghe tập trung chu đáo, nếu không là chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa liền, chúng ta không không có thấu hiểu được chân lý trong này. Mời các vị chúng ta trở lại với tầng trời thứ ba, ở trong tầng trời ngũ tịnh cư. Đức Thế Tôn nói thế này: thị lực vi diệu nhìn thấy mười phương thế giới trong lặng, không còn cấu nhiễm bởi tất cả cảnh trần. Tức là ở trong trạng thái tứ thiền, người này bắt đầu sử dụng thiên nhãn thông, gọi là thị lực vi diệu. Đó là cảnh giới thiên nhãn thông. Thị lực của chúng ta không có cái vi diệu, mà thị lực của chư thiên vi diệu. Lúc chúng tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng cũng có bắt gặp những cái trạng thái này, nhất là những lúc mà thực tập thiền định sâu xa. Rồi hôm đó ngồi ở trong trong phòng người vỉa hè phòng, nhìn xa ra ở trong núi, thấy có một cái ông thầy đi vô, thì chúng tôi nói rằng là trời tối không biết ông thầy kia đi đâu, bây giờ mới về. Thì lúc đó anh em huynh đệ ngồi ở bên không thấy gì cả, trời sắp tối rồi, mà chúng tôi thấy rõ ràng là vị thầy đã đang đi từng bước đi vô dần 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 dần, và đi vô hơn một nửa đoạn đường, thì lúc bây giờ anh em huynh đệ mới nhìn thấy. Thì mấy thầy nói: ồ, sao con mắt của ông có vẻ sáng quá vậy? Nhưng thưa vị, thật ra nó không phải là nó thường xuyên như vậy, mà những trạng thái tâm tĩnh lặng thì đôi mắt chúng ta nó sáng dần. Thành ra phương diện này được gọi là thị lực vi diệu, nhất là chư thiên đạt được tứ thiền thì đây gọi là phát huy được thiên nhãn thông. Thị lực vi diệu nhìn thấy mười phương thế giới trong lặng và không còn cấu nhiễm bởi tất cả cảnh trần. Ở đây là nhìn thấy được cái lý tánh bên trong thanh tịnh, không còn cấu nhiễm. Hạng này gọi là chư thiên ở cõi trời thiện kiến. Ở trong một cái nghĩa bóng, chúng ta biết chư thiên này họ dùng trí tuệ để quán chiếu tất cả những vọng niệm sinh diệt. Tâm của họ tiếp xúc với trần cảnh, trần và tâm đó đều là thanh tịnh, đều là do vọng niệm sinh diệt có mặt. Thực ra nó như huyễn. Cho nên cảnh giới này không phải là chư thiên bình thường, mà là chư thiên có trí tuệ. Thành ra do vậy mà dùng cái thiện kiến có thể soi chiếu hết tất cả những loại tâm ở trong lòng của mình. Do vậy mà đạt được chư thiên ở cõi trời thiện kiến. Tầng trời tiếp theo đó là khả năng thấy vi diệu hiện tiền biến tạo vô ngại. Khả năng thấy thấy cái khả năng thấy cảnh giới vi diệu này hiện tiền chứ không có bị mất đi, không bị suy giảm đi, và biến tạo vô ngại, tức là họ muốn nhìn cái gì ra cái đó,
họ muốn nhìn họ tướng ra, hoặc là họ nghĩ cái này cái kia nó ra theo ý của họ, và họ muốn nhìn chỗ này chỗ kia một cách tự tại, chứ không có bị không cần một cái điều kiện nào hỗ trợ nữa. Cho đây gọi là biến tạo vô ngại. Hạng này gọi là chư thiên ở cảnh giới thiện hiện. Và cuối cùng thưa liệt quý vị, đó là tầng trời thứ 5. Thế Tôn nói thế này: quán sát từ tướng sắc trần lên sang đến chỗ cùng tột tánh sắc và tánh hư không, nhập vào trạng thái vô biên tế. Tức là quán sát cái tướng sắc trần lên sang. Sắc trần là gì? Chẳng hạn như là thân mạng nhà cửa, tất cả thế giới hữu hình hữu ngoại này, nó như là con gì? Con hoa đốm giữa hư không, nó như là dương diệm, nó như là sóng nắng, nó như là gì? Là xương đầu cành, nó như là điện chớp. Những cái tướng lên sinh 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 diệt diệt sinh sinh diệt diệt đó, như là những con mũi vo ve ở trong mười phương đó. Thế là tất cả những cảnh giới này quán chiếu và thấy được cái tánh sắc. Cái tánh sắc nó là không, tánh sắc là không. Và cái tánh gì? Tánh và tánh hư không, tánh sắc và tánh hư không, nó như là không, tất cả đều là không. Và do vậy mà tâm người này nhập vào được ở trong cái trạng thái vô biên tế. Cho nên trong quá trình chúng ta học Pháp á, viện Phật học chúng ta học có rất nhiều bài Pháp, mà bài Pháp nào hầu như cũng hướng tới một cái chân lý cho chúng ta thấy được là cái tánh của tất cả sắc trần như là tướng hoa đốm giữa hư không. Và cái tánh hư không, tức là hoa đốm và hư không, và ngay cả cái hư không mà đang chứa đựng hoa đốm đó, nó cũng không luôn. Cho nên rời khỏi tất cả cái trạng thái có và không đó, cho nên tâm vị này đạt được cái trình độ giải thoát vô biên tế. Và cái sự thấu hiểu sâu xa vô tận ở trong tâm bắt đầu hiện ra. Cho nên ở đây gọi là chư thiên cõi trời sắc cứu cánh. Và chúng tôi thưa quý vị, tất cả những vị A-la-hán ngự ở tại cõi trời sắc cứu cánh, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tất cả các vị đại Bồ Tát thường cư ngụ tại cõi trời sắc cứu cánh này. Chúng tôi nhắc lại, tất cả những vị Bồ Tát A-la-hán hành đạo ở trong mười phương thế giới đều là những vị Bồ Tát ngự ở tại cõi trời sắc cứu cánh này. Cho nên khi chúng ta kiết một cái ấn như thế này, đỡ một ly nước hoặc là không có gì đỡ hoa thôi, mà chỉ cần đưa lên đỉnh đầu và bằng một câu thần chú quán chiếu, thì nơi đó có thể hiện ra vô số bảy báu trang nghiêm và con nguyện dâng cúng cho tất cả chư thiên ở tại cõi trời sắc cứu cánh. Và nguyện các ngài hãy thi triển thần lực màu nhiệm mà soi chiếu tại cái quốc độ của chúng con, đỡ cho đàn tràng được trang nghiêm thanh tịnh. Thành ra nếu như chúng ta có năng lực tiếp xúc được chư thiên ở tại cõi trời sắc cứu cánh, thì có thể thỉnh các ngài từ cõi trời sắc cứu cánh dùng cái gì? Dùng cái bánh xe ngàn cấm, chung là cái ngàn cấm, cái bánh xe ngàn cấm của cõi trời đại tự tại di chuyển ở trong một sát na, có thể đến tại cõi của chúng ta. Thành ra ở trong du già, thường thường những cái pháp này là những cái pháp rất là thường xuyên sử dụng, và đều là cái pháp mà cúng dường cho chư thiên ở tại cõi trời sắc cứu cánh. Nơi đó là những vị đại Bồ Tát hóa thân vô số ở trong thế giới này. Như vậy thì thưa quý vị, ở trong chư thiên của cõi trời ngũ tịnh cư, chúng ta cần phải lưu ý nhất, đó là chư thiên ở cõi trời sắc cứu cánh. Nơi đó là những vị đại Bồ Tát, những vị A-la-hán, những vị sắp chứng A-la-hán, những vị gì? Những vị có cái nguyện là không đi vào ở trong niết bàn, mà các ngài trụ trong cái vô biên tế này để đi ra cái thế giới ô trược, dẫn dắt chúng sanh ra khỏi trầm luân. Đây là một cái điều hết sức là kỳ diệu, hết sức siêu việt. Cái chỗ này, cái chỗ là ít có người thấy, ít người để ý. Thành ra ở trong tất cả các Phật sự á, nếu như cầu thỉnh chư thiên gia hộ gia trì, thì hãy biết cái cảnh giới này và thớ nhập được cảnh giới này, thì những Phật sự nó thường hạnh thông. Và Phật nói rằng: này A Nan, đối với cõi Bắc Hoàng Thiên này, chỉ có bốn vị thiên vương ở cõi tứ thiền mới nghe đến, nhưng chẳng thể thấy biết. Như ngay trong thế gian, nơi núi rừng sâu thẳm, những thánh địa đạo tràng đều có A-la-hán trụ mà người thế tục chẳng thể thấy được. Ý nói rằng là gì? Là trong tất cả các cái cõi trời, trong tất cả các cõi trời, nói đến cái cõi trời ngũ tịnh cư này, thì chỉ có riêng là bốn vị trời gọi là tứ vương thiên, hay là bốn vị trời ở tầng trời tứ thiên. Cái bốn ông này á, là ông đi lại nhiều hay sao đó không biết, nhân duyên sao đó không biết, mà những ông này á, thì mới nghe tới cái tiếng thôi,
nghe tới cái tên gọi đó thôi, chưa bao giờ mà em đã biết được cái quốc độ đó như thế nào. À, cũng giống như là con người chúng ta không có biết rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc, ở nơi cái đạo tràng ô trược Ta Bà này, thậm chí trong cảnh điên đảo này có hiện thân của những vị A-la-hán, mà họ họ hiện ra vô số những cái phương tiện khác nhau để họ ngự ở thế gian và dẫn dắt chúng sanh ra khỏi khổ đau. Chúng ta hoàn toàn không bao giờ biết được và thấu hiểu được hết cái chân tướng và cảnh giới của họ. Thành ra những điều này là những điều kỳ diệu mà Đức Thế Tôn nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì thưa quý vị, ở đây Đức Thế Tôn còn nói thế này: này A Nan, mặc dù chư thiên 18 cõi trời đó đơn độc tu hành không giao tiếp với trần cấu, nhưng vẫn chưa dứt hết phiền não của thân. Do đó các tầng ấy gọi là sắc giới, tức là 18 tầng trời, phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, đây là cảnh giới sơ thiền. Rồi thiếu quang, vô lượng quang và quang âm là cảnh giới nhị thiền. Rồi thiếu tịnh, vô lượng tịnh và biến tịnh là cảnh giới của tam thiền. Và tiếp tục là gì? Phước sanh, phước ái, quán quả, và ra một cái nhánh đó gọi là vô tướng thiền. Đây là những tầng trời tứ thiền. Và ở trên đỉnh cao của tầng trời tứ thiền này có một cái cảnh nữa gọi là ngũ tịnh cư thiền. Ngũ tịnh cư thiền là nơi mà các vị chứng những cái quả bất lai, tức là đạt được cái tứ thiền và nhờ trí tuệ siêu việt mà đi vào cảnh bất lai, là những vị Bồ Tát, là những vị A-la-hán mà không có đi vào vô dư niết bàn để hướng cái vui tịch diệt, mà các ngài giữ lại một phần ở trong sinh diệt, gọi là một phần trong cái gì, trong cái phân đoạn sinh tử đó, phân đoạn sinh tử, trong một phần một cái niệm sinh diệt vi tế để trở lại thế gian này mà dẫn dắt chúng sanh ra khỏi trầm luân. Đây là cảnh giới đại bi lớn lao sâu xa của các ngài. Và đặc biệt chúng ta cần chú ý, đó là tầng trời sắc cứu cánh. Thành ra ai muốn cúng dường chư thiên ở tầng trời sắc cứu cánh này thì các vị hãy dùng cái ấn ứ già. Ấn ứ già mà chúng tôi đã diễn đạt và những câu chú rất là rõ ràng ở trong phương pháp hành trì chuẩn đề đà ni. Chúng tôi liên tưởng tới những cái mật chú này lạ kỳ lắm. Vừa rồi thưa quý vị, chẳng hạn như ở tại Massachusetts, ngày xưa có một người Phật tử bị cái bệnh cứ trời lạnh không độ ép thì thấy bình thường, mà lên khoảng 6-7 độ ép thôi là thấy nó nóng chịu không nổi. Mặc dù trước đó cô rất bình thường nhưng chẳng hiểu làm sao tự nhiên cô mắc cái bệnh đó mà y khoa bó tay. Và chúng tôi thấy rằng có một cái con quý nó tạo ra cái bệnh rét, chứ là cái bệnh nhiệt. Thành ra bây giờ trì câu chú này thì nó sẽ đoạn được. Và chúng tôi cũng chỉ cô này nhưng cô không có hành trì. Mà gần đây á, chúng tôi có cái niềm vui, đó là một cô Phật tử xin giấu tên ở tại Bồ Đề Phật Quốc cũng bị cái bệnh mà ngược lại, đó là cái bệnh con quý riết nó làm hại, và cô bị cái bệnh lạnh hoài thôi. Và cô đã nghe lời thọ trì một thời gian ngắn thôi, vậy mà tự nhiên cơ thể nó ấm trở lại bình thường. Những điều này là những điều nó vượt khỏi cái tư duy khoa học. Tại sao? Bây giờ khoa học không có can thiệp được, thuốc thang bao nhiêu năm rồi cũng không có tác dụng, nhưng chỉ trì câu chú độ chừng 7 ngày thôi, vậy mà nó chữa lành được. Thì chúng ta hiểu, chúng ta giải thích làm sao trong cái phương diện này. Thành ra đừng cho rằng á, là cái gì mà khoa học không chứng minh được thì Phật giáo là tức là không đúng đâu. Nó có những cảnh giới mà khoa học còn đang tìm kiếm, đang chưa có với tới, trong khi Phật giáo đã có sự thành tựu siêu việt ở trong ba cõi. Ví dụ như là chư thiên ở tại cõi trời sắc cứu cánh này thì chúng ta khó mà hình dung được đời sống của họ. Nhưng chắc hẳn rằng là họ ở trong cảnh giới của Bất Hoàng Giả hay là Tứ Quả Sa Môn, có trí tuệ độ sanh, có trí tuệ siêu việt, cho nên họ đi vào ở trong những cái thế giới trang nghiêm này. Dạ, mô Phật, đây chính là nội dung mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay. Giờ đây chúng tôi còn có mấy phút, xin mời các vị chúng ta cùng nhau trở lại với nội dung vấn đáp ha. Rồi, bây giờ số điện thoại chúng tôi đã mở lên, các vị có muốn gọi vào thì các vị nhìn ở trên màn hình TV thấy có hai số điện thoại, các vị muốn gọi vào một trong hai số đó, chúng tôi sẽ tùy duyên mà trả lời cho đại chúng. Thì thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi các vị đặt câu hỏi cho chúng tôi, có một cái lời khuyên thế này là: kính thưa quý vị, sắp tới từ ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7 ở tại Bồ Đề Phật Quốc, chúng tôi có 4 ngày tu học.
Ngày đầu tiên từ 10 giờ cho tới khoảng 12 giờ rưỡi, cứ bắt đầu từ 10 giờ sáng cho tới 12 giờ rưỡi, chúng tôi có cái khóa lễ là trì chú đại bi và sám hối, và sau đó chúng ta học một bài pháp để chúng ta lau dọn cái thân tâm mình sạch sẽ để chúng ta đón nhận thánh giới. Và ngày thứ hai, tức là thứ sáu, nhằm ngày 5 tháng 6, thì chúng tôi có một cái khóa lễ cũng là 10 giờ sáng, sám hối hồng danh, trì chú đại bi. Và sau đó chúng tôi có một khóa lễ đặc biệt, đó là lễ thế phát xuất gia cho một Phật tử phát nguyện xuất gia ở trong chùa. Hy vọng các vị có sắp xếp thời gian được thì các vị về chùa để chúng ta cùng nhau tán thán, chúng ta hỗ trợ tinh thần, hoặc là chúng ta hoan hỷ công đức phát tâm xuất gia để hộ niệm cho bạn đồng tu của mình. Và ngày thứ bảy, tức là ngày 6 tháng 6, là một ngày rất đặc biệt, đó là ngày chúng tôi tổ chức đại giới đàn, tên là đại giới đàn A Nan Đà. Giới đàn này chúng ta sẽ truyền cho hai loại giới, là giới của người tại gia và giới của người xuất gia. Và chúng tôi nói các vị nhiều lần rồi, đó là chúng ta tu tập không có gì phước báo lớn lao bằng việc thọ trì và truyền trao thánh giới. Như chúng ta biết, một vị trời đế thích bị mắc thân làm con lừa cho kiếp sau, đọa làm con lừa, nhưng nhờ quy tam bảo mà công đức siêu việt đó hình thành, và nhờ công đức siêu việt hình thành nó cứu vớt cái đời sống của vị này rất là nhiều. Chúng ta cũng thế, vô lượng kiếp trầm luân khổ đau, chẳng biết mình được bao nhiêu phước, nhưng nghiệp lực thì hết sức sâu dày. Vậy thì giờ sau chúng ta lại không có phát tâm để đón nhận thánh giới, và hy vọng đó là một cái nguồn phước đức vô tận để che chở chúng ta vượt qua vô số những cái nghiệp lực mà có thể gây cho chúng ta nhiều đau khổ trong tương lai. Cho nên hy vọng chúng ta hãy phát tâm mạnh mẽ, đừng có sợ hãi nữa, hãy phát tâm mạnh mẽ để thọ trì những giới cấm. Và chúng ta đừng có giải thích theo cái nghĩa cực đoan rằng á là tôi có mấy giới làm không xong thì làm sao, hoặc là thọ nhiều sợ phạm. Chúng ta đừng hiểu như vậy. Người hiểu như vậy là cái người hiểu sai pháp, và người Phật tử đã học pháp mà nói như vậy thì càng sai pháp, càng có tội. Chúng ta biết rằng chúng ta phát nguyện thọ trì thánh giới, tức là chúng ta thắp cho mình một ánh sáng của nội tâm, và đây chính là chúng ta đã tạo ra công đức. Và ngay khi chúng ta thọ giới, tâm chúng ta thanh tịnh, ngay lúc đó chúng ta đã có được phước báo vô lượng rồi, chứ đừng nói chi là trong cuộc đời mà chúng ta có thể giữ được nó. Còn nói giờ giữ được thì xin thưa, chẳng hạn như Du Già Bồ Tát giới, khi nào chúng ta giữ được thì khi đó chúng ta đã thành Phật. Chúng ta thành Phật thì chúng ta mới giữ được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng á là chư chư Bồ Tát ở quá khứ đã học, chư Bồ Tát hiện tại đang học, và chư Bồ Tát ở trong tương lai sẽ học, cũng không ngoài những điều này. Và khi mà học hoàn thiện, khi mà tu hành hoàn thiện thì sẽ chứng quả thành Phật. Do vậy cho nên chúng ta đừng ngần ngại, hãy phát tâm thọ giới. Và xin các vị, nếu như thọ giới thì các vị đến chùa để ghi danh trước, để chúng tôi biết cách mà tổ chức và hướng dẫn chỗ ngồi các vị cách ly, hoặc là trong cái không gian an toàn cho các vị. Và bên cạnh đó có một số vị phát tâm thọ giới, mà xin lỗi, ngày xưa đã thọ giới rồi nhưng chưa có một cái xác định chín chắn trong việc thọ giới, hoặc là chưa thấy trong tâm mình thành tựu cái gì, cái giới thở gì cả, thì chúng ta cũng nên thính giới, thọ giới lại để cho thân tâm của mình được trang nghiêm. Và chúng ta thọ giới, tất nhiên chúng ta thọ giới lại mà đâu có cần gì phải là xin cái pháp danh mới làm gì. Pháp danh chỉ là gì, là giả danh, nó chỉ là danh xưng phân biệt giữa người này và người kia mà thôi. Cho nên á, cái vấn đề là thắp sáng trong tâm mình thánh giới, đó chính là điều quan trọng, hay nói theo thuật ngữ chuyên môn đó là đắc giới. Đắc giới, đắc giới là điều quan trọng. Cho nên á, chúng ta hãy phát tâm thọ trì giới pháp. Mà trong giới đàn này chúng tôi đã thỉnh đầy đủ tam sư thất chứng, thập sư đàng hoàng, và hết thể là gần 20 vị tăng cùng nhau á, phát cái tâm, phát cái nguyện giữ cho thân tâm thanh tịnh, sám hối nghiệp chướng và truyền trao thánh giới cho các vị. Thì hy vọng chúng ta hãy cố gắng tinh tấn, đừng có bỏ mất cái dịp này, đừng bỏ mất cái cơ hội này thì thật là uổng. Điều này chúng tôi không phải rằng quảng cáo, cũng không phải rằng là chúng tôi trễ mễ khoe khoang gì đâu, mà chúng tôi xem đây là một cái việc thiện, đây là một cái việc phước báo lớn. Thành ra chúng tôi thông tin để đại chúng xa gần chúng ta nghe được, thì chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, tìm hiểu, và chúng ta cùng nhau làm cái việc phước báo này. Và nhất là ở trong cái mùa dịch cúm này thì các vị biết COVID nó chưa có,
Nếu như chúng ta nương vào cái phước báo của thánh giới thì biết đâu đó cũng là một cái nguồn phước lực trang nghiêm che chở cho chúng ta được bình an. Còn nếu như mà không có phước thì chúng ta nghĩ nguy hiểm nó có thể đến với mình bất cứ lúc nào. Thành ra chúng tôi xem cuộc đời nên tạo phước và tu tập cho có phước báo, ít nhất là cho bản thân mình, và nếu như có thể rộng rãi hơn đem hồi hướng tới cộng đồng thế giới thì thật sự không có gì là cao quý bằng. Và nhất là ở trong mùa Phật đản này, chúng ta hãy làm công việc này, đem công đức này cúng dường lên chư Phật mười phương và nguyện cầu cho hết thảy chúng sanh trong khắp giới trọn thành Phật đạo. Đây chính là những cái điều rất quan trọng, thưa quý vị. Rất cảm ơn các vị đã nghe chương trình này. Kính chúc các vị một ngày một đêm an lành. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.